Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 8 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, nhiều khu vực ở Hà Nam đang xảy ra lũ lụt, trong đó đường hầm phía Bắc Kinh Quảng, Trịnh Châu là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Mới đây, một nạn nhân may mắn thoát khỏi đường hầm Kinh Quảng đã nghẹn ngào kể lại thời khắc sinh tử lúc đó. Hành trình thoát nạn thật khiến nhiều người thương tâm. Lúc đó mực nước dâng lên cực nhanh, xe hơi của họ bỗng nhiên nổi lên, nước bỗng chốc đã cao đến 2 mét. Anh và gia đình đã may mắn thoát nạn vì bám được vào một ống nước. Vừa mới thoát ra chưa đầy 3 phút, toàn bộ đường hầm đã ngập trong nước lũ. Vừa qua, một trận mưa lớn hiếm hoi khiến Trịnh Châu phải xả lũ trong hồ chứa một cách bất ngờ. Một số lượng lớn phương tiện và người dân bị mắc kẹt trong đường hầm phía Bắc Kinh Quảng, Trịnh Châu. Trang Pia Video Trung Quốc đưa tin, mấy ngày qua Ngô Cường vẫn bị đau khắp toàn thân, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng lúc đó đều rùng mình sợ hãi. Anh nói, hôm xảy ra vụ việc, anh cùng em rể và tài xế lái xe ra ngoài làm việc. Khi đến đường hầm Kinh Quảng thì bị kẹt xe. Sau một hồi chờ đợi, Ngô Cường quyết định xuống xe hút thuốc thư giãn. Không ngờ thuốc chưa hút xong thì nước đã dâng đến mắt cá chân. Mọi người đều trở tay không kịp. Mực nước trong vài phút liền dâng cao. Xe hơi dần dần nổi lên, nước tràn vào xe khiến đèn pha chập chờn, cốp xe tự động mở tung ra. Ba người không mở được cửa xe nên phải trèo ra từ cửa sổ trời của ô tô. Khi họ thoát ra ngoài ô tô thì nhìn thấy các chủ xe khác cũng đang tìm cách thoát thân. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Vì tài xế không biết bơi nên chỉ có thể ở trên nóc xe. Tài xế bảo họ đi trước và nói, hai cháu còn có con nhỏ. Nhưng Ngô Cường không chịu đi, anh ấy nói, cháu mà để chú ở lại thì chú phải làm sao, chú lại còn không biết bơi. Ngô Cường cho biết, khi họ quyết tâm nhảy xuống nước, họ không ngờ nước lại sâu đến như vậy, ít nhất phải sâu đến 2 mét. Ngô Cường cao 1m75, cũng không thể chạm chân được đến đáy. Anh lại nhanh chóng leo lên nóc xe, còn em rể thì vẫn còn dưới nước đang cuống cuồng tóm lấy vật gì đó để không bị cuốn đi. May thay, trong lúc hoảng loạn đã bám được một cái ống và thoát chết. Sau đó, cả ba người may mắn nắm được thành cầu và động viên nhau leo lên từng bước một. Lúc này, những chiếc xe đã chìm sâu trong biển nước và biến mất. Ngô Cường nhớ lại khi cả ba chúng tôi lên thoát khỏi đường hầm. Trên mặt nước không còn ai cả, cũng không có một người nào kêu cứu. Bạn thực sự không biết, khi sự sống đang ngàn cân treo sợi tóc, mọi người đã sợ hãi đến nhường nào. Ba người may mắn bám được vào một đường ống nên cuối cùng đã thoát khỏi đường hầm. Chưa đầy 2-3 phút sau khi thoát ra, toàn bộ đường hầm đã ngập trong nước lũ. Họ là những người cuối cùng thoát được khỏi đường hầm. Khi Ngô Cường nhớ lại, anh liên tục lắc đầu, thở dài và nghẹn ngào. Anh nói, mấy hôm nay nghĩ đến chuyện trong đường hầm làm anh khóc hai trận. Hay, không biết có bao nhiêu người không kịp chạy ra khỏi đường hầm nữa. Trong trận lũ lụt này, cả hai lối ra Bắc và Nam của đường hầm Kinh Quảng – Trịnh Châu đều bị ngập nước và nhiều phương tiện trôi nổi bên trong. Hiện trường cho thấy có những chiếc xe ô tô lật ngược, nhiều chiếc xe nằm chồng chất lên nhau, cảnh tượng khiến ai nấy đều thương tâm. Rốt cuộc có bao nhiêu người thiệt mạng trong phía Bắc đường hầm Kinh Quảng, cơ quan chức năng đều không thông báo con số thực tế. Sau đó một ngày, hoạt động hút tháo nước trong đường hầm Kinh Quảng mới bắt đầu, nước tích tụ trong hầm lên tới khoảng 13 mét. Đến khoảng 4 ngày sau đó, nước tích tụ trong đường hầm tại nút giao thông Hoài Hà đoạn Bắc Kinh-Quảng Châu đã được rút hết, thực hiện khai thông hoàn toàn lối ra vào. Sau những hậu quả để lại của một thảm họa, những nỗi đau mất mát trong việc tìm kiếm và đôi khi là tìm thấy người thân của mình đã ra đi thật là quá khó để có thể tự chữa lành. Khi trận lũ gây thương vong tràn vào thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc đó, một chuyến tàu điện ngầm địa phương vẫn đang hoạt động. Dịch vụ đã bị gián đoạn đột ngột khi chuyến tàu này gần như chìm hoàn toàn dưới nước. Hai người phụ nữ đã mất đi chồng của mình chia sẻ những câu chuyện đau lòng của họ về những gì họ đã chứng kiến trên chuyến tàu điện ngầm số 5 hôm đó. Cả hai đã tìm thấy thi thể của chồng mình sau khi công ty Trịnh Châu Metro đồng ý rút nước lũ từ đường hầm ngập nước của họ. Trong khi một số gia đình vẫn tiếp tục nuôi hy vọng tìm kiếm người thân của mình, hai người phụ nữ này đã phải nhận cái kết thương tâm một tuần sau thảm họa. Trận lụt xảy ra ở Trịnh Châu khi Trung Quốc yêu cầu một hồ chứa gần đó xả ngay khi mưa lớn ập đến trung tâm giao thông của Trung Quốc nhưng không thông báo cho thành phố. Nước lũ đã tràn vào hệ thống tàu điện ngầm lúc đó vẫn đang hoạt động, làm ngập tuyến số 5, khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt trong hơn 2 giờ đồng hồ sau đó. Đối với một số người, thảm họa này đã trở thành một nấm mồ ngập nước. Nhiều thi thể đã được tìm thấy trong số những người bị cuốn trôi.
khi họ cố gắng chạy khỏi tàu hoặc nhà ga tàu điện ngầm này. Một tuần sau đó, nhà nước Trung Quốc mới thông báo có tổng cộng 14 người thiệt mạng trong chuyến tàu số 5, trong đó bao gồm cả chồng của hai quả phụ này, hai thi thể đã được tìm thấy vào 2 ngày trước. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết tổng số người thương vong vì trận lũ trên địa bàn tỉnh là 71 người. Hiện vẫn chưa rõ còn bao nhiêu người bị mắc kẹt trong trận lũ ở tuyến tàu điện ngầm số 5. Vào thời điểm này, một số lượng lớn bài đăng về những người mất tích đã được đăng trên nhóm truyền thông xã hội có tên Mưa Bão Hà Nam giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc gọi cuối cùng từ người thân. Anh Sa Đào, một trong hai người chồng đã mất đi tính mạng trong trận lũ đó. Chỉ còn vài ngày nữa là anh đón sinh nhật lần thứ 34 của mình. Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy anh ấy tại nhà tang lễ. Anh ấy đang nằm bên trong một chiếc hòm đông lạnh, được đánh dấu là vô danh. Kể từ hôm nay, tôi không có chồng, con gái tôi không có cha và bố mẹ chúng tôi không có con trai. Vợ anh viết trên tài khoản Weibo, một nền tảng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc. Cô ấy đã không cung cấp tên của mình. Vợ của anh Sa đã mô tả thực tế khủng khiếp khi nhìn thấy thi thể của chồng mình bị hủy hoại sau 5 ngày ngâm trong nước. Cô đã bắt đầu cuộc tìm kiếm chồng mình trong tuyệt vọng vào tối hôm đó. Cô gọi các thành viên trong gia đình, bạn bè, gọi đến cả quan chức thành phố, cảnh sát, cơ quan truyền thông và đăng tin cầu cứu trên mạng xã hội. Không có cơ quan chính phủ nào hỗ trợ cô ấy. Cô đã đến nhiều bệnh viện và nhà tang lễ khác nhau để tìm kiếm chồng mình nhưng không thể tìm thấy thân nhân của mình. Cô nói với hãng thông tấn địa phương Jimu rằng, anh ấy gọi cho tôi vào chiều ngày 7 tháng 9 sau 6 giờ chiều và yêu cầu tôi gọi cảnh sát để được giúp đỡ. Anh Sa đang đi trên tuyến số 5 trên đường về nhà. Lúc anh nói chuyện với vợ qua điện thoại là lúc tàu điện ngầm đã dừng lại ở giữa hai nhà ga và nước lũ đã ngập sâu đến mắt cá chân của anh. Sau đó tôi không thể liên lạc với anh ấy được nữa, vợ anh viết. Cô viết trên Weibo, nếu chúng tôi, những người thân trong gia đình, không van nài yêu cầu công ty tàu điện ngầm ở Trịnh Châu rút nước cho các nỗ lực cứu hộ, thì tôi không biết khi nào thi thể của anh Sa Đào mới được tìm thấy. Công ty tàu điện ngầm Trịnh Châu đã mắc một loạt sai lầm lớn và họ phải chịu trách nhiệm chính. Cô ấy tiếp tục cho rằng công ty tàu điện ngầm đã không dừng hoạt động của họ kịp thời, không cố gắng giải tán hành khách cho đến hơn một giờ sau khi lũ lụt xuất hiện, không kịp thời báo cáo các trường hợp tử vong và không nỗ lực giải cứu hành khách đúng thời điểm. Cô cũng gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn học, đồng nghiệp, bạn bè của anh Sa và một số lượng lớn những người không quen biết trên mạng ở Trịnh Châu. Cô ấy nói rằng họ đã cho cô ấy và gia đình cô những manh mối mà họ cần để cuối cùng tìm thấy được thi thể của anh Sa. Anh Sa Đào mãi sống trong tim của vợ anh và đứa con gái mới lọt lòng của anh. Nỗi đau này không sao tả xiết. Từ 5 ngày nay, người ta liên tục nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ qua một chiếc loa phóng thanh vang qua đường hầm tàu điện ngầm ngập nước. Giọng cô gọi tên anh ấy, Châu Đức Cường, anh chưa bao giờ làm em thất vọng. Chồng ơi, cố lên, em đang đến đây. Anh Châu, 38 tuổi, đã di chuyển từ Thượng Hải đến Trịnh Châu trong một chuyến công tác. Thi thể của anh đã được tìm thấy trong đường hầm tàu điện ngầm vào 2 ngày trước. Giọng nói trên loa phóng thanh là vợ của anh Châu, cô ấy họ Bạch. Cô đã ngay lập tức bắt đầu hành trình dài gần 600 dặm từ Thượng Hải đến Trịnh Châu và tối hôm thảm họa lũ lụt xảy ra, vài giờ sau khi nhận ra rằng anh Châu đã mất tích. Cô Bạch đã nói với hãng thông tấn Tề Hoan rằng, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát và tất cả các nhóm cứu hộ chuyên nghiệp mà tôi có thể tiếp cận, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ sự hỗ trợ nào. Vì vậy, tôi đã ghi lại đoạn âm thanh này và yêu cầu nhân viên tàu điện ngầm phát nó bên trong đường hầm ngập nước để động viên anh Châu. Cô Bạch đã nuôi hy vọng rằng anh Châu có thể sống sót sau trận lụt. Theo anh Vương, đồng nghiệp của anh Châu, cả hai đã đi tàu điện ngầm cùng nhau vào chiều ngày hôm đó. Họ đang ở trong toa cuối cùng khi nước lũ làm dừng chuyến tàu giữa các nhà ga. Nhìn thấy nước dâng nhanh, anh Châu, anh Vương và những hành khách khác quyết định bỏ tàu và chạy về nhà ga. Các hành khách bám chặt vào các bức tường của đường hầm khi họ di chuyển, trong khi dòng nước cuồn cuộn chảy xiết qua họ. Anh Vương sau đó nói với cô Bạch rằng thảm họa xảy ra khi anh Châu bị dòng nước lũ cuốn đi. Anh Vương đã bất lực trong việc giải cứu anh ấy. Trong những ngày tiếp theo, sau khi anh thoát được khỏi nhà ga, anh Vương cứ để yên vậy, không nói gì. Tuy nhiên, anh ấy đã đồng hành cùng cô Bạch trong cuộc tìm kiếm chồng của cô. Chồng tôi thấp và gầy, có thể anh ấy đã không thể bám vào tường. Tôi hy vọng họ có thể rút hết nước ra ngoài. Có thể chồng tôi vẫn còn sống, cô Bạch nói. Nhưng hy vọng của cô đã tan thành mây khói khi vào sáng 2 ngày trước họ đã tìm thấy thi thể của anh Châu. Cô cho biết nỗi đau trong tim cô là không sao tả xiết. Anh Châu vẫn mãi sống trong tim của vợ anh. Cô không công khai họ đã có con hay chưa. 141 người mất tích do lở đất ở huyện Mao Xian, tỉnh Tứ Xuyên.
Thưa quý vị, một ngọn núi ở huyện Mao Xian, tỉnh A Ba, tỉnh Tứ Xuyên đã sập ở mức cao vào khoảng 6 giờ sáng ngày thứ Bảy, chôn vùi hơn 141 người từ 46 hộ gia đình. Được biết, các nhân viên cứu hộ đã đào được phần còn lại của 6 nạn nhân và một số ít người sống sót. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và những người khác đã ra lệnh tất cả nỗ lực cứu người, ngăn chặn thảm họa thứ cấp và tái định cư cho các nạn nhân. Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ bao gồm lực lượng phòng cháy chữa cháy, cảnh sát vũ trang và binh sĩ, dân quân, xây dựng giao thông, cứu hộ bom mìn và cứu hộ y tế cũng như 153 công cụ, máy móc và phương tiện ở các khu vực lân cận của Tứ Xuyên đang thực hiện công tác cứu hộ tại hiện trường và nhanh chóng cứu hộ trong vòng 72 giờ vàng. Người phát ngôn của chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết vào cuối buổi sáng thứ Bảy rằng thống kê sơ bộ cho thấy vụ lở đất đã khiến 46 người dân bị vùi lấp, 141 người mất liên lạc, 2 km sông bị phong tỏa và hơn 1.600 mét đường bị đất đá vùi lấp. Địa chỉ cụ thể của vụ sập núi là ở làng Simo, thị trấn Diesi, huyện Mao Xian. Vụ sập núi cũng gây tắc nghẽn 2 km sông. Huyện Mao Xian là một trong 10 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất Vân Xuyên vào năm nay. Trận động đất ở Vân Xuyên khiến 70% đến 80% ngôi nhà ở nông thôn Mao Xian bị sập và giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng. Vào tháng 7 năm 2014 và tháng 10 năm 2015, lở đất đã xảy ra ở huyện Mao Xian. Trong lịch sử của DSC thuộc huyện Mao Xian, những thảm họa địa chất nặng nề đã xảy ra. DSC 2G ở huyện Mao Xian là một hồ đập được hình thành bởi trận động đất 7,5 độ Richter ở Trung Quốc vào năm 1933, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Tài khoản Weibo chính thức của tỉnh A Ba của Tứ Xuyên, nơi có Mao Xian cho biết, gần đây lượng mưa lớn ở bang của chúng tôi đã gây ra lở đất và lở đất ở một số con đường ở Mao Xian, Mankang, Xiaojin và các quận khác. Lực lượng cứu hộ tại hiện trường đã tìm thấy dấu hiệu của sự sống dưới đống đổ nát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.